ông bà cô chú ơi. Sáng nay ba con đi ra bên kia đồi. Sa dạ. Con xin chào ông bà cô chú. Bệnh nữa rồi. Sa con bệnh rồi. Nói chuyện hết nổi rồi. Mi gió đi. Mi gió không nổi luôn hả? Bữa nay anh ta bị bệnh rồi cô chú anh chị ơi. Anh ta bị sổ mũi. Mới bắt đầu bữa nay thôi. Tại vì do thời tiết lạnh á, thay đổi thời tiết đột ngột. Mà bị sốt thì khoảng hơn 37 độ xíu, giống như kiểu hơi ấm ấm chứ không phải là quá sốt. Sáng nay thì giờ này á chỉ có khoảng 2 độ C thôi. Nhưng mà do có nắng thì cũng ấm ấm, đi ra ngoài chảnh hít thở không khí cho có nắng nữa. Cho anh quen. Đi một chút xíu rồi đi vô lại chứ không có ngoài này lâu được. Kiểu tập thể dục vậy đó. Chảnh vô nhà lại nha. Kiểu như nó vẫn còn hoạt động á, kiểu như là ảnh vẫn còn kiểu như là hoạt bát á, không có kiểu yếu yếu á, nằm một chỗ. Bây giờ thì lá rụng rất là nhiều cô chú anh chị. Chừng nào mà lá rụng hết á, đây. Đó, cây lá màu vàng. Chừng nào mà lá rụng hết trơn hoàn toàn á thì Nhi sẽ sử dụng cái dạng đồ mà thổi á, sẽ thổi mấy cái lá này đi hết cho khỏi con đường cho nó sạch. Rồi sau đó sử dụng cái lá này để ủ làm phân nha, phân bón cho cây. Đó, ta đi đó, thấy ta đi chưa? Bệnh chứ đi à. Thế nào đâu? Thế nào đâu? Smile. Cô chú ơi, con tập thể dục nè. Hiện tại thì Nhi đang đứng ở trên đường cái lớn nè, là trên đường lộ lớn á. Bên đó là cái khu vườn ăn trái. Hình như là bên đây nó cao hơn bên đó hay sao, nó ngang bằng không biết nữa. Ở đây thì nhìn được qua bên đó nha. Thấy chưa? Đó. Nè. Xúc bí đỏ nha. Bên đây là mắt đúc nha. Đó, nhỏ nhẽo gì đó. Giỏi má, con trai giỏi á. Kiểm tra nhiệt độ nha. Hồi nãy là 100 độ F. Bữa nay là ở trong nhà ông bà cô chú ơi. Cười cái đi. 97 hả? Sao kỳ. Bệnh nhưng mà ngoan lắm hà. Không biết. Cuối cùng cũng ngủ, cô chú anh chị. Mệt rồi. Rồi cô chú anh chị ơi, sau khi mà cho con trai Nhi ngủ xong á, thì Nhi ra ngoài này Nhi tiếp tục Nhi dọn giường nha. Bên kia thì chồng Nhi ảnh đang làm, tiếp tục làm. À, với lại cái chú kia
thì hiện tại vẫn chưa có xong. Ảnh không có vô ăn trưa nữa, tại vì là ảnh muốn làm cho xong hết luôn, đủ giờ cho cái máy Kobe. Mà với cái máy Kobe mà thuê đó là một tuần á, thì chỉ có sử dụng được có 50 tiếng thôi. Nếu mà mình làm thêm một tiếng á, thì là họ sẽ tính cho là khoảng 35 đồng một tiếng. Ảnh chưa có quyết định là ảnh có làm thêm hay không. Trong 1-2 ngày tới đó thì ban đêm á, thì nhiệt độ sẽ xuống âm 1-2 độ rồi đó, thì sẽ có bị đông đá đó. Cái khu này á, ngày hôm qua đó là Nhi đã cắt xong hết trơn ớt rồi. Rồi mình Nhi đã cắt nhánh hết trơn rồi. Đối với mấy cái loại ớt như thế này á, thì Nhi chỉ cắt ở trên thôi, còn cái gốc Nhi để lại. Anh xã Nhi nói rằng á, là cái gốc nó giống như là để cho chất dinh dưỡng cho đất á, cho nên là Nhi không có nhổ luôn gốc. Với lại mình nhổ luôn gốc thì nó sẽ bước hết luôn, cho nên Nhi để cái phần gốc lại. Bây giờ Nhi sẽ quăng mấy cái này đi hết. Chơi mẹ giỏi quá, ngoan lắm nha. Bây giờ tới mẹ đi nấu cơm cho nên nằm đây coi video một chút xíu. Cái nước mà David đang uống là cái nước mà nó hỗ trợ cho cái nước có trong người của chú anh chị. Tại vì khi mà bệnh á, mấy đứa nhỏ nó không thích uống nước. Bây giờ như chị nhanh ra ngoài để cắt cái súp lơ trắng. Nay trời lạnh á, nó rất là tốt luôn. Đây. Đây, tốt cho cô chú anh chị. Bự nè. Cái này ngon nè. Súp lơ trắng hay súp lơ xanh là rất là ngon. Này không có miếng sâu luôn nè cô chú anh chị. Cưng xỉu chưa? Bệnh chứ người ta cũng ra vẻ. Chấp tay sao đích đường. Nãy giờ lâu rồi đó. Người ta kiểm tra nhiệt độ của người ta nên mình ên đó. What temperature? Hả? What temperature? Oh, there you go. What temperature? 10.9. 10.9. How do you feel now? How do you feel now? Feel okay. Do you feel cold? Here you go. Do you feel cold? Do you feel cold? Huh? There you go. Okay. I got to try again. Oh. Anh đã thử lại nè. Do you feel cold? There you go. Do you feel cold? Mm-hmm. No. No. Hỏi anh là anh có lạnh không đó. Hỏi anh là anh nói không. Oh. Cái này có ghế của anh xã gì? Anh đi làm ở ngoài rồi dơ giấy đó. Hả? Nghe phai xích à. Xong cái anh vô anh ngồi á, cái ghế này lại để dành cho anh riêng thôi cho nên nó dơ lắm. Oh, it's working. Sáng giờ là Nhi không có cho ảnh uống thuốc, chỉ cho ảnh uống cái gì ta, tỏi ngâm mật ong một muỗng, rồi lau mát cho ảnh sáng giờ, với lại là có tha cái dầu tỏi. Kem tỏi chứ. Lên ngực của ảnh. Nói chung là nó cũng lên xuống. Canh cứ canh hoài thôi. Nhi cũng không muốn dùng thuốc, không muốn cho ảnh uống thuốc. What temperature? Mình kho đã đi. Gọi cho ba nha. Vẫn còn cười được. Thì đã đi ơi. Hi, ơi. Yes, David. Hey, are you hungry? Say. Jimmy. Hả? Are you hungry? Say, are you hungry? I don't understand. Bless you. Are you hungry? I'm hungry. I'm a little bit, but I want to work until dark again. Hả? I have to. Want to finish this tomorrow? He checking his temperature. What temperature? Oh. Temperature.
Ba nó nói là daddy. Have you pressed the button so you can talk? Ba nói là muốn cố gắng làm cho xong ngày mai luôn. Chừng nào tối mới vô. Press the button here. Rồi talk. Talk. Number 8. No, number 10. Here you go. What's it, mommy? Radio. 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 Sửa. It's okay. Mắt khóc khát hết luôn rồi. I can't pick the egg. Anh đang nói nhiệt độ của ảnh là số 8. Oh. 98.6. 98.6. Daddy. Bệnh chứ em ngồi em cũng gai dán lắm. Đó, gai dán ghê chưa? Đó. How do you feel now? How do you feel now? How do you feel now? David mệt không? Are you tired? Do you want to hold mommy? So you want to hold mommy? Mom. Hmm? Are you busy now? This is your what? This is home again. Do you want mommy hold you? No. Why not? I will help you sleep. Yeah. How do you feel now? Okay. Vịt ngủ nha. You feel cold, feel hot or feel warm? Feel weather. Feel. How do you feel? Feel okay. Good. You feel okay.